Chào mừng các bạn đã đến với Podcast IVF Radio, được phát sóng hàng tuần trên các nền tảng số của Trung tâm IVF Hà Nội. Quý vị thân mến, cảm xúc khi có con đôi lúc cũng thật lạ, bởi đan xen với nỗi niềm hạnh phúc khi mà biết tin con yêu đã về là những tâm tư âu lo dường như chẳng bao giờ chịu biến mất đi. Ở các gia đình hiếm muộn mong con lâu năm, và đặc biệt là ở những người phụ nữ, thì những cung bậc cảm xúc ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn tất thảy. May mắn được ngồi trò chuyện, tâm sự cùng rất nhiều các chị em đã phải trải qua một hành trình rất dài mới được hưởng cảm giác làm mẹ. Đội ngũ IVF Hà Nội vô cùng xúc động và càng hiểu thêm sâu sắc về điều này. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả hãy cùng chúng tôi lắng nghe một số chia sẻ thân thương của những người phụ nữ ấy nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của chị Lương, một khách hàng của IVF với thời gian mong con lên tới tận 7 năm dài đằng đẵng. Trước đây dù đã thử rất là nhiều cách, từ thuốc nam đến thuốc bắc, rồi là đến các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, nhưng mà gia đình chị thì vẫn chưa một lần được đón tin con. Và điểm đến cuối cùng anh chị chọn trên hành trình tìm kiếm con yêu chính là trung tâm IVF Hà Nội. Tại đây thì chị Lương đã thành công ngay từ lần đầu chuyển phôi. Hạnh phúc ngọt ngào kết trái, bé Quyết, hay còn gọi với cái tên đáng yêu là bé Voi, đã đến để xoa dịu những tủi hờn trước kia của chị. Em ôm ấp thứ tình cảm ấy, sưởi ấm căn nhà bằng tiếng cười, tiếng khóc rộn vang. Nhìn em, chị Lương thường nhớ về khoảng thời gian đi siêu âm, vừa hạnh phúc, vừa đầy âu lo. Những ký ức ấy mang một cảm xúc bồi hồi khó tả, khiến chị Lương mỗi lần nhắc đến đều long lanh trực trào nước mắt. Lần đầu tiên mà mình được nhìn thấy cái tờ phiếu siêu âm của con mình thì thực sự là lúc đấy hai vợ chồng là cảm xúc rất là vỡ òa. Lần đầu tiên sau 7 năm mà được nhìn thấy hình hài của con, từ lúc mà nó còn rất là bé xíu, chỉ bằng hạt đỗ thôi, sau thì thành một em bé mà rất là đáng yêu. Chắc là mình chỉ mong được cái giai đoạn ngày này, chỉ mong được cái thời gian được đi siêu âm thôi. Vâng, chỉ mong là thời gian đi siêu âm. Với lại là thực ra là đi thụ tinh IVF thì qua mỗi một cái giai đoạn thì nó lại một cái khoảnh khắc lo khác nhau. Lúc mà mình mới đi chuyển phôi ấy, thì mình lại lo là không biết là có beta hay không. Sau khi chuyển phôi mà đã có beta rồi thì mình lại lo lắng là không, sau 20 ngày mình siêu âm thì không biết là có noãn hoàng hay không. Sau khi mà đi có noãn hoàng rồi thì mình lại có một cái nỗi lo nữa là không biết là một tuần sau nữa mình đi siêu âm thì em bé lại có tim thai hay không. Đấy, mỗi một lần đi siêu âm lại một cái khoảnh khắc rất là lo âu, mà mỗi lần mà mình siêu âm xong được nhìn thấy con rất là khỏe mạnh thì một lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc và là trân quý những gì mà mình đã nhận được. Hai vợ chồng em thì đã mong con được 7 năm. Và trong quá trình 7 năm thì hai vợ chồng em cũng có đi thăm khám khá là nhiều nơi. Người ta bảo là có bệnh thì phải tư phương đấy ạ. Thì cứ ai mách ở đâu thì đi đấy. Thì hai vợ chồng em cũng có đi thăm khám nhiều nơi. Thì sau đấy thì vợ chồng em cũng uống thuốc nam thuốc bắc cũng khá là nhiều, nhưng mà không có kết quả như mong đợi ấy. Thì vợ chồng em cũng tìm hiểu và đi bơm IOI tại một bệnh viện cũng khá là lớn ở Hà Nội, nhưng mà cũng chưa có duyên với con cái. Thì sau đấy thì vợ chồng em lại tìm hiểu đi làm cái phương pháp nâng cao hơn là thụ tinh ống nghiệm. Thì trước khi em đến với bệnh viện mình thì em cũng có làm thụ tinh ống nghiệm tại một bệnh viện khác tại Hà Nội. Thì trước khi em đến bệnh viện mình thì em cũng có chuyển phôi, đi thăm khám và chuyển phôi hai lần, nhưng mà đều không có beta. Thì sau đấy, sau khi mà vợ chồng em chuyển phôi thất bại hai lần thì vợ chồng em lên mạng để tìm hiểu về các bệnh viện mà có kỹ thuật về IVF nâng cao đấy ạ. Thì vợ chồng em quyết định là đặt niềm tin vào bệnh viện Đa khoa Hà Nội tại 29 Hàn Thuyên, Hà Nội. Thì sau khi quá trình thăm khám thì các bác sĩ cũng có thăm khám cho hai vợ chồng em, thì cũng có đưa ra các cái phác đồ điều trị cho vợ chồng em. Thì vợ chồng em tạo được hai phôi, do là em cũng khá là nhiều trứng, nhưng do là em bị bẩm sinh tử cung một sừng nên là cái nội tiết của em nó khá là kém, nên là trứng của em nó kém ấy. Thì em tạo được hai phôi ngày năm.
thì sau em tạo được 2 phôi ngày năm thì hai vợ chồng em lại chuyển phôi một lần và đi canh niêm mạc đấy ạ. Thì sau cái chu kỳ đấy thì cái do là nội tiết kém nên là em lại hủy chu kỳ đấy. Thì sau chu kỳ đấy thì em có đi canh niêm mạc lại thì sau đấy em chuyển phôi một lần đã đậu luôn bạn nhỏ này, bây giờ là cháu đã được 7 tháng 20 ngày ạ. Chủ tâm IVF Hà Nội cũng không thể nào quên được tâm tình mà chị Vân Anh hiếm muộn 5 năm dành tặng. Trước đó thì chị có tiền sử 2 lần thai lưu cùng chẩn đoán phôi bất thường. 5 năm mong con của chị Vân Anh là 5 năm phải chịu biết bao nỗi đau cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Là nỗi lo sợ luôn thường trực trong lòng chị khi mà đối mặt với những áp lực hiện hành. Quyết định gửi gắm niềm tin ở trung tâm IVF Hà Nội thì chị đã được điều trị bằng phác đồ cá thể hóa có chuyên môn cao từ bác sĩ Nguyễn Duy Phương, giám đốc trung tâm IVF Hà Nội. Mọi nỗ lực đã được đền đáp, ngay từ lần đầu tiên chuyển phôi thì tin vui con yêu đã gõ cửa gia đình trong niềm hân hoan tột cùng. Tuy nhiên thì tiền sử thai lưu 2 lần ở quá khứ khiến cho chị trở nên thấp thỏm và hồi hộp hơn trong lần mang thai này. Chắc chắn là phải vui hơn mọi lần, nói chung là tớ có bầu khó khăn. Nên là mỗi lần đi siêu âm là mỗi một lần tớ lo lắng và hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm luôn ấy. Thế nên là cứ các con cứ khỏe mạnh là được. Cứ nhìn thấy bác sĩ bảo hôm nay bình thường. Thế là mừng lắm rồi. Lần nào đi lên đây, mọi lần đi lên đây cũng hơi đau bụng thì lại đi lên. Thế nên bác nói bình thường là cũng mừng lắm rồi. Chứ còn nhìn thấy con thì còn xúc động hơn nữa. Tớ thì có tiền sử thai lưu. Tiền sử thai lưu thế nên là rất lo lắng khi lúc nào mà có bầu. Vì ngày xưa là tớ đầu tiên tớ cũng bị thai lưu một lần, xong là sau bạn đầu tiên lại bị thai lưu một lần nữa. Thế nên là khi mà có bầu rất là lo lắng. Giảm đi cái trứng của mình nó cũng không được chất lượng nữa. Nhưng mà rất là may mắn vì được một phôi như ý. Thế là một phôi thì là tớ chuyển đến giờ phút này thì cũng giới thương cũng rất là mừng. Còn cũng không biết là con chặng đường tiếp theo có khó khăn gì nữa không, nhưng mà đến thời điểm này là cũng mừng lắm rồi ạ. Đầu tiên là phải cảm ơn bác Phương và bác Thu, nhất là bác Phương. Các bác đã thực sự là những người bác sĩ mà có tâm, kể cả nhìn không phải ở mình mà nhìn thấy bác tận tâm với những người, nhất là những người mà hiếm muộn, khó khăn hơn cả mình, tìm con 10 năm, mười mấy năm. Nhưng mà các bác có những cái tư vấn rất là chân quý. Tớ đi vào trong cái phòng của bác Phương khám, thấy bác trò chuyện với những người. Ví dụ như hôm đấy cái chị đấy, chị bảo bác Phương là: "Bác ơi, bác bảo chồng em vào đây để bác nói chuyện ấy, giúp em với, chứ em nói không được." Thế bác mới nói một câu là: "Thế sinh con cho hắn, thế sinh con cho ai?" Thì mình thấy rằng là bác rất là thương người phụ nữ luôn ấy. Bác rất là thương người phụ nữ đã vất vả này kia. Thế khi mà có những trường hợp mình cũng thấy là bác nói có mừng rồi, có những người còn không được như thế. Thế nào thế kia, tức là bác cũng phải bao giờ xếp tin những người mà người ta phải khó khăn tìm con hơn. Thật sự là như thế, mình cảm thấy điều đấy rất là tuyệt vời và mình cũng thấy cảm ơn ông trời vì đã dẫn dắt mình đi con đường đúng đắn, đi lên đây. Mặc dù không chọn những cái viện lớn như là Nam Học, như là Bưu Điện, mà rõ ràng Bưu Điện nhà mình cũng có người nhà ở đấy, nhưng tớ lại chọn viện này. Thế nên là đến giờ phút này tớ cảm thấy rất là biết ơn cả các bác và biết ơn tất cả các bạn tư vấn, rồi là các bạn hộ lý ở đây. Các bạn thì rất là, thậm chí biết ơn cả những cái cô mà cô ý quét dọn ở trên tầng 10 ạ. Thì hôm đấy làm xong cũng bạn tớ cũng bảo là ở trên này có chỗ để thắp hương ấy. Thế nhưng hôm đầu tiên đi lên chọc trứng thì lại không tìm thấy. Thế hôm đi ra một cái thì cô cũng bảo là có lên xin được không. Thì may quá cô ấy chỉ lên, rồi là cái cô đấy cô ấy nói chuyện cũng rất là, và chị cũng như các em thôi. Thế nó kia nên mình cảm thấy mọi cái không gian, rồi là mọi con người ở đây rất là tuyệt vời. Cảm ơn mình tất cả luôn đấy ạ. Người ta cũng thường hay nói rằng là nếu tổng hợp hết những nỗi lo của cha mẹ thì ta sẽ có một cuốn sách dày cả nghìn trang. Quả thật đây chẳng phải là một câu nói vui, bởi nó dường như đã được gói gọn trong ý nghĩa to lớn về tình yêu thương của người mẹ. Và dẫu biết không thể tránh khỏi những cảm xúc lo lắng, bất an khi mà có con, nhưng mà các chị em cũng đừng quên rằng là chúng ta vẫn luôn có những người đồng hành ở bên cạnh. Và bằng cả tâm huyết lẫn lòng yêu nghề thì đội ngũ IVF Hà Nội luôn sẵn sàng lắng nghe,
và hỗ trợ các gia đình bất kể vấn đề gì trong mọi giai đoạn nhé. Và chúng ta không đơn độc đâu, nên là chắc chắn chúng ta sẽ cùng đi đến đích của con đường hạnh phúc. Và mong rằng các chị em của chúng ta hãy thoải mái và vững tin, chắc chắn là các thiên thần nhỏ của chúng ta cũng sẽ cảm nhận được tất cả tình yêu thương, sự quan tâm mà chúng ta dành cho con yêu đấy ạ. Và tới đây thì chúng tôi cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào, xin hẹn gặp lại quý vị thính giả ở các số IVF Radio tiếp theo.